Tập 62. Cuối cùng ngươi đã trở về. Thế đệ thực sự rất hận ta sao? Ngươi đã giết ta, còn giết luôn mẫu thân của ta. Lẽ nào ta không nên hận ngươi? Đệ nói đệ không hận ta, nhưng đệ lại tự hỏi chính mình có nên hận ta hay không. Đệ đang do dự. Chỉ cần đệ còn đang do dự thì ta vẫn còn cơ hội đánh thức đệ. Hôm nay ta đến đây không phải để nghe người nói nhảm. Lam Thường và cả Lê Lạc, bây giờ họ đều nằm trong tay ta. Nếu như hôm nay người thắng được ta, ta sẽ nói cho người biết họ đang ở chỗ nào. Nhưng nếu hôm nay người thua ta, thì ngươi đừng hòng gặp được ai. Nếu trước khi cát này chảy hết mà ngươi vẫn chưa thắng được ta, thì ta sẽ giết hai người họ. Tại sao đệ phải quyết một trận thắng bại với ta? Bởi vì chỉ có ngươi chết hoặc ta chết, trong lòng ta mới có thể được bình yên thật sự. Được. Vậy chúng ta hãy cùng đến nơi đệ đã từng chết, Lạc Anh Pha, kết thúc tất cả chuyện này. Lần trước để đến đây là vì muốn lấy phệ thần kiếm. Bây giờ ta không có phệ thần kiếm, vẫn có thể giết ngươi như thường. Ngày đó ta muốn để nói rõ tất cả. Đi làm như vậy rốt cuộc là gì, điều gì? Tại sao lại phải giết Quyền Thạp chứ? Hắn phát hiện ra mẫu thân ta mật báo tin tức cho Quả Dương. Ta thấy hắn đang ra tay ác độc với mẫu thân, đương nhiên ta phải giết hắn trước. Ta còn hỏi đệ, Thước Canh nói đệ biến thành ta, gạt Lam Thường để lấy Nhất Lệ Thạch, chuyện này có phải là thật không? Thước Canh nói đệ biến thành ta, muốn gạt Lam Thường lấy Nhất Lệ Thạch, chuyện này cũng là thật sao? Không sai. Bớt nhiều lời đi. Đệ cố ý nói toàn những lời hòng chọc giận ta. Duy nhất một chuyện, đệ nói đệ giết Tứ Thánh Giả. Ta biết chuyện này là thật. Cho nên người báo thù cho Tứ Thánh Giả đến giết ta. Ta đã tự tay giết chết đệ, cho nên ta nợ đệ một mạng. Lúc đầu là đệ đã cứu ta, bây giờ ta cũng phải cứu đệ. Ta từng cứu ngươi sao? Giết hắn đi, giết Ca Sách đi. Được. Buộc phải chết. Giết hắn đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ca Sách, đây mới là thực lực của ngươi. Linh lực phép thuật trên người của ta là ta đã lấy được từ người của đệ. Sau khi từ ta giết đệ, hận ta thì hãy lấy toàn bộ chúng về đi. Được thôi. Nếu như lời nguyện của Nguyên Tế là muốn khiến cho ta phải bị tổn thất, chỉ cần ta chết thì lời nguyện của hắn sẽ biến mất theo. Thích Lê là Lam Thượng, ta thà có được mọi người, còn người mất là ta. Ta không thể để cho mọi người phải chịu khổ nữa. Ngươi lại thua rồi. Hãy giết ta đi. Thả Lê Lạc và Lâm Thường ra. Để không giết ta, ta phải đành tự ra tay thôi. Tại sao? Tại sao? Tại sao phải như thế này? Không! Chỉ có để chết đi, để mới có thể truyền linh lực cho huynh. Đây là việc duy nhất để có thể làm cho huynh. Không! Không! Tại sao ta mong cho ngươi tự do? Rốt cuộc là tại sao? Tại sao? Đệ đã nhớ lại rồi. Ta từng nói với đệ, chúng ta ly biệt là để tương phụng, mà hôm nay là ngày chúng ta tương phụng. Ca, huynh đã được tự do. Ca, ca. Tay của cô lại bắt đầu đóng băng rồi. Không sao đâu, như vậy thì càng tốt. Đi thôi. Cả thích
ca. Ca ca, anh không thích Ly Thiên Tử. Quân ấy không còn là Ly Thiên Tử, quân ấy đã trở về là anh không thích. Ca, Ca Sơn, chẳng lẽ là lời nguyền của Uyên Tế được hóa giải? Ca, ca, xin lỗi, đệ xin lỗi. Thích, ta có một tâm nguyện, đệ có thể giúp ta hoàn thành không? Ca, ca hy vọng đệ sẽ thống lĩnh băng tộc, các tộc tam giới và cả huyện Tuyết Thần Sơn nữa, thần linh các tộc, trở thành dương thực sự. Từ nay về sau, tam giới không còn chiến tranh nữa, cũng không còn thù hận nữa. Đừng để tất cả mọi người đều phải hy sinh vô ích nữa, để phải cố gắng tiếp tục sống. Còn nữa, giúp ta chăm sóc cho mấy người lê lạc. Ca, không có huynh, để làm sao có thể tiếp tục sống chứ? Từng nói với đệ, phân ly là vì một lần nữa lại được trùng phục. Ca, ca, you
Cassette, 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 chàng sao vậy? Cassette, chàng tỉnh lại đi. Cassette, 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 chàng tỉnh lại đi. Cassette. Thủ hạ phụ mệnh sứ giả thủ giới khắc thác tướng quân đến bảo vệ dương tử. Cô tên gì? Ta tên Lê Lạc. Dương tử, ta đến đón ngài. Ca sách. Ca sách, chàng tỉnh lại đi. Ca sách. Ca sách. Sao hả? Con nhìn thấy ca sách thế nào? Không lẽ Thánh Tôn đã nhìn trúng rồi, còn giúp người coi nha. Ta thích chàng. Cả chặng đường ta luôn cực khổ tìm kiếm chàng. Bất kể là thần giới xuống phàm giới hay từ phàm giới về lại thần giới, ta vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm chàng. Bất kể chàng là thần hay là quái vật, ta vẫn yêu chàng như trước kia. Ca sách. Ca sách. Anh không thích đã mất kiểm soát rồi. Đúng là trời giúp ta. Phụ Dương, người đã bị thương đến mức này rồi, mau chóng quay về quả tộc đi. Phụ Dương. Sai càng thêm sai. Tổ tiên quả tộc đã phẫn nộ rồi, người cứ tiếp tục như vậy chúng ta sẽ gặp báo ứng. Người hãy mau dừng lại đi. Còn im miệng cho ta. Anh không thích là người kế thừa của băng diệm tộc, ta chỉ cần hút nguyên khí của hắn thì ta sẽ trở thành vị thần mạnh nhất của tam giới. Phụ Dương, con xin người, tha cho anh không thích đi. Nếu con còn ngăn cản ta, ta sẽ hút nguyên khí của con đó. Quả gì? Giờ ngươi chỉ còn lại nguyên khí của chính mình. Ngươi muốn ta giết ngươi hay muốn ta giày dò ngươi?
tay. Anh không thích. Phụ dung ta đã bị Ca Sách làm trọng thương. Ta xin huynh hãy tha cho ông ấy một con đường sống. Anh không thích. Ta xin huynh đó. Ta thật sự không ngờ còn gì hắn mà dám hy sinh bản thân mình. Một lần nữa, mau nói lời cảm ơn ta đi. Diễm Đát, ta xin lỗi, ta phải đi rồi. Sau này không thể chơi cùng chàng nữa. Dạ, cũng không thể nào đốt pháo hoa cho chàng nữa. Nhìn như vậy, chưa thấy công chúa xinh đẹp hay sao chứ? Người có từng thấy qua người phụ nữ nào xinh đẹp như bổn công chúa không? Gặp qua. Nếu so sánh cô ta với bổn công chúa thì sao? Công chúa vốn không thể so bì được với họ. Tô Ca, người cho ta biết ả là ai đi, ta phải đi giết ả. Diễm Đát, cảm ơn cô. Cô là người bạn đẹp nhất, cũng là người bạn tốt nhất của ta. Ta sớm đã nói với ngươi rồi, ta chính là anh không thích dương tử của bản tộc. Anh không thích, anh không thích. Ngươi được lắm,
Nhưng lần sau khi chúng ta gặp lại, nhất định sẽ là trên chiến trường. Ta sẽ dùng ngọn lửa bừng bừng đốt ngươi thành tro bụi. Tuy ta có 10 vị ca ca, nhưng quả tộc luôn tin rằng kẻ chiến thắng làm vua. Những huynh đệ với nhau không hề có tình cảm. Cho nên từ nhỏ, ngoài bằng bằng ra, điều ta thích nhất chính là ngắm pháo hoa một mình ban đêm. Trước đây ta cũng từng bắn pháo hoa cho chàng xem. Lần nào chàng cũng nói lời cảm ơn ta. Khi nãy ta bắn pháo hoa rồi, sao không nói lời cảm ơn đi? Nếu như vì điều này thì cô nghĩ quá nhiều rồi. Ta tuyệt đối không thể nói lời cảm ơn với cô được. Cuối cùng chàng cũng nhớ lại rồi. Nhớ lại điều gì? Bắn pháo hoa như vậy là do ta dạy chàng đó. Vào ngày trận tuyết lớn ngừng rơi, Tinh Cự cuối cùng đã tỉnh lại. Ca ca đã hôn mê lâu như vậy, có cách nào khác để huynh ấy sống lại không? Ta nghe nói ca ca ta đến ảo tuyết thần sơn tìm được Ẩn Liên, giúp ta, Lam Thượng và cả Lê Lạc sống lại. Ta đang nghĩ ta có thể đến ảo tuyết thần sơn để tìm Ẩn Liên cho ca ca sống lại không? Mùa nở hoa của Ẩn Liên đã qua rồi, ác hẳn đã khô héo hết. Cho dù cậu có đi cũng không được gì cả. Vậy có cách nào khác không? Thí dụ như có vị thần nào bí ẩn hơn cả Ẩn Liên? Ta từng nghe nói trong thiên cung của núi Quyển Tuyết Thần có một quyển cổ thư được cất giấu ngàn năm. Trong đó có ghi chép thần vật bí ẩn nhất nằm ngoài tam giới, Xích Ngưng Liên. Xích Ngưng Liên. Ẩn Liên chỉ sinh trưởng trong tam giới, còn Xích Ngưng Liên này là sinh trưởng trong không gian nằm ở ngoài tam giới. Nó càng thần bí, càng đáng sợ hơn cả Ẩn Liên nữa. Bà ba, con phải rời khỏi băng tộc rồi, đến ảo tuyết thần sơn tìm bản ghi chép về Xích Ngưng Liên. Con nhất định sẽ nghĩ cách để cứu được ca ca con. Lần này con đi cũng không biết khi nào mới trở về được. Bà ba, người nhất định phải bảo trọng.
Ba ba, sao người lại khóc vậy? Ca Sách, con có biết không? Ba ba, con không phải Ca Sách. Ca Sách, con có biết không? Bất luận là anh không thích hay là Lê Lạc, họ đều là một phần quan trọng trong sinh mệnh của con. Bất luận ở thời gian không gian nào, các con sẽ tìm về gắn bó với nhau giữa diệt vong và trùng sinh, qua ngàn năm vạn năm. Ba ba, người nói vậy là có ý gì? Chim tiếng tuyết. Tinh Cựu nói Quỳnh ấy từng bước vào mộng cảnh. Trong giấc mộng đó có một con chim tuyết. Nó luôn liều mạng cố gắng đâm thủng bức tường băng. Mà trong giấc mộng, Ca Sách nói với Quỳnh ấy rằng chàng ấy cũng mơ một giấc mộng như vậy. Dương, sau khi quả tộc đại bại, tam giới lục tộc đều làm theo nguyện vọng của chàng, bắt đầu quy thuận anh không thích để ngài ấy làm Dương. Nhưng vào ngày đăng cơ đại điện, thích lại không xuất hiện, chỉ để lại một bức thư. Ngài ấy hy vọng các tộc có thể giống như trước đây được hòa bình tự trị. Nếu ai còn có tà ý muốn thống nhất tam giới, ngài ấy sẽ mang theo phệ thần kim thực hiện trách nhiệm bảo vệ tam giới. Thích nói chúc thiếp đóng băng trái tim của chàng lại. Ngài ấy nói Tinh Cựu cuối cùng đã giúp ngài ấy bước vào thế giới của vạn năm trong mơ, nhờ đó xác định được thiên cung của núi Quyển Tuyết Thần. Có một truyền thuyết về cuốn sách cổ xưa, trong đó có ghi lại chỉ có sự thành tâm của Dương mới có được xích ngưng liên để cứu Dương. Cho nên Thích đã quyết định rời khỏi Nhận Tuyết Thành, đi tìm đóa hoa còn thần bí hơn cả ẩn liên kia, xích ngưng liên. Ca, vậy huynh muốn làm gì? Ta muốn giống như con chim đó. Để coi, chúng tự do biết bao. Muốn bay đến đâu thì có thể bay đến đó. So với làm băng dương, huynh muốn tự do hơn sao? Từ nhỏ ta thấy phụ dương có nhiều chuyện không thể tự mình quyết định, nên ta chỉ muốn làm tốt bản thân mình. Được. Hết. Đệ sẽ giúp huynh thực hiện nguyện vọng. Hãy tin đại, đại chắc chắn sẽ làm được. Đến lúc đó, ca hy vọng huynh sẽ như chim ở trên trời, tự do bay lượn. Anh không thích chim tiếng tuyết. Anh không thích chim tiếng tuyết. Lẽ nào tam giới sẽ phân ly thật sự? Thế giới mới sẽ xuất hiện sao?
Nó muốn cho mình tự do. Nó muốn cho mình tự do. Số phận của chúng, số phận của chúng. Đừng mà, đừng mà, đừng quay lại thời gian đau khổ đó. Đừng mà, đừng mà, đừng mà, đừng mà, đừng mà. Ha ha ha.